chú à? Dạ. Em mãi em yêu anh nhá. Em đồng ý ạ. Anh rất là yêu em. Em đồng ý. Rất là yêu em. Ngày bên nhau em nói em thương anh nhất mà, cớ sao hôm nay thành hai chữ rời xa. Em chỉ coi tình yêu này như là một mảnh giấy thôi, đã chấp vác quá nhiều lần, không thể lành lại được nữa rồi. Bao năm chỉ yêu một người,